Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại kênh Thuần Máy Tính. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách bật cho phép cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc của con máy Oppo K1. Đây, tôi sẽ vào cài đặt giới thiệu điện thoại Oppo K1 nhé. Ví dụ các bạn chép game, phần mềm, bản hack mode ở bên ngoài từ thẻ nhớ hoặc từ máy tính chép vào thì nó chặn không cho phép bạn cài đặt. Bây giờ tôi sẽ bạn thử với bạn tắt và cho phép cài đặt bên ngoài nhé. Đầu tiên ta sẽ vào cài đặt. Ta sẽ kéo xuống vào phần bảo mật. Các tính năng bảo mật khác. Rồi không, xin lỗi các bạn nhé. Đầu tiên ta sẽ vào cài đặt bổ sung. Đây, thiết bị và quyền riêng tư. Nó ở chỗ này tôi hay bị nhầm lẫn. Đây, cài đặt ứng dụng ở trong cái khung này. Bây giờ ta sẽ bật xác thực cài đặt này thì các bạn có thể chọn một trong hai nhé. Rồi, bật xác thực ta sẽ bật lên hết. Ví dụ tôi tải cái apket này, file của tôi, hoặc là quản lý tải xuống này, cho phép nó lên, trình quản lý tệp tin này, các bạn chép vào Bluetooth chẳng hạn, rồi là trình duyệt đó. Mà tốt nhất thì các bạn cứ bật hết lên, ví dụ tôi bật Bluetooth này, bắn Bluetooth chẳng hạn mà cài luôn thì đó. Như cái này thì cái này các bạn nhìn tắt. Ta có thể chọn 15 phút. Đó, tốt nhất thì các bạn cứ bật hết lên cho mình nhé. Bật hết lên cho mình cho chắc ăn. Thì các bạn có thể cài set play hoặc cài những cái tệp ứng dụng của bên ngoài. Hoặc nguồn, cài đặt nguồn không xác định ấy. Video mình vừa dẫn các bạn là cách bật cho phép cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc từ bên ngoài của máy Oppo K1. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.